Hai ông cháu của cụ đương cho chữ. Cùng hội không? Wow, cháu giỏi quá. Thế là cháu tập viết thư pháp lâu chưa? Gần 3 năm. Những cái chữ này là cháu sẽ viết được hết. Không, cháu viết chữ Việt, chữ quốc ngữ của mình. Ông là viết chữ Hán, còn cháu là viết chữ quốc ngữ. Thank you. Bye bye. Bye bye. Vâng vâng. Ông cho biết ông người ở đâu? Con người Hưng Yên không ạ? Hưng Yên. Vâng, bây giờ con sống ở Sài Gòn không ạ? Sống Sài Gòn. Vâng. Quý khách làm ở à, con là bên truyền hình không ạ? Bên báo chí. Vâng, báo chí. Dạ. Dạ. Vâng ạ. Vị trí hiện tại con thì đương là giám đốc một công ty truyền thông không ạ? Vâng. Dạ. Cho tôi gửi tới quý khách, nó là có duyên đấy. Dạ. Một tiếng Pháp, nó là dạ. Chữ Thuận. Chữ Thuận ạ. Dạ. Quý lắm á. Chữ này tôi đã tặng tới Tổng Bí Thư. Dạ. Dạ. Tới Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tức là dạ. Ông Tân Bí Thư Sài Gòn. À, chú Thiên Nguyễn Thiện Nhân. Dạ. Thì ngày qua con mới ghé chú nhà Phạm Thiên, chú Phạm Thiên Duyệt. Dạ. Thế thì dạ. Và rất nhiều người. Dạ. Hello, dạ. Bắt đầu giới thiệu. Vâng. Đây là bên Pháp chữ Thuận. Dạ, chữ Thuận. Quý khách. Vâng. Bên dưới có 9 chữ như sau. Vâng. Thuận Thiên Địa. Thuận Thiên Địa. Trời đất. Vâng. Và là thời cơ vận hội. Dạ. Dạ. Đón nhận nắm chắc thời cơ vận hội. Dạ. Yếu tố này là yếu tố tâm linh và là khách quan. Dạ. Hợp nhân tâm. Hợp nhân tâm. Vâng, tức là yếu tố này là chủ quan của ta. Dạ. Và là nhân văn đạo lý. Vâng. Hai yếu tố này thuận thiên địa, hợp nhân tâm thì sẽ đạt được kết quả là vạn sự thành. Vạn sự thành. Dạ. Vâng. Vâng. Tôi chúc đồng chí ấy, đồng chí vâng. Nhá. Vâng. Chúc đồng chí lãnh đạo 90 triệu con dân Việt Nam trong nước và hải ngoại cùng đồng thuận dưới ngọn cờ trung ương dạ. Để xây dựng đất nước Việt dạ. Nam ngày càng dạ. Tốt đẹp. Dạ, con cảm ơn ông. Đồng chí Tư Sang nhận chữ vâng. Đồng chí Nguyễn Thiên Nhân vâng. Thì nhận trước khi vào Sài Gòn vâng. Thì là lúc bây giờ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc dạ. Thì tôi viết thuận phát hai vâng. Chữ. Nhưng mà chữ phát nó vâng. Chỉ có giá trị bổ nghĩa cho vâng. Chữ thuận vâng. Chữ thuận mới là chữ chủ đạo. Thuận mới là chữ tự đạo. Đồng chí lãnh đạo các cơ quan Mặt trận Tổ vâng. quốc vâng. Là cơ quan đoàn kết các đoàn vâng. Thể các tầng lớp nhân dân vâng. Cùng đồng thuận dạ. Để xây dựng Việt Nam phát triển dạ. Vâng. Bây giờ sẽ có ảnh chứng minh. Vâng, dạ dạ, cảm ơn ông ạ. Quý khách chắc cũng biết đồng chí này dạ. Nguyễn Sự, Bí thư Hội An. Anh Sự, dạ dạ, con biết anh Sự. Vâng, con biết anh Sự, dạ. Con biết anh Sự ạ. Việc này có tiện không ạ? Người anh lưu ý cho tôi nhé. Vâng vâng không. Là vì cái đây cũng phải có ý thức. Dạ. Này ạ. Chú Nguyễn Thiện Nhân với cụ. Vâng vâng vâng. Dạ đúng rồi. Chú Nhân. Mùng 9 tháng Giêng năm 16. Vâng. Hội báo xuân toàn quốc. Dạ dạ. Vâng. Thứ tư. Chú Sang đằng sau là chú Đinh Tư Hinh. Dạ vâng. Và bây giờ ông này là gì đấy? Hình như là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Lợi lợi, hoặc là
Không, anh ấy là chủ tịch hội nhà báo, là anh Hữu Thuận cơ. Thuận Hữu lên Thuận rồi. Hữu. Thì anh Thuận Hữu phó ban tuyên giáo. Vâng. Mới thì anh vẫn tổng biên tập báo Nhân Dân mà. Đấy. Vâng. Dạ, dạ rồi. Vâng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Dạ. Dạ vâng. Chú Thuận nhé. Vâng, chú Sang kỹ thuật. Dạ. Vâng, chú Huynh kia. Dạ. Nguyễn Doãn Khánh, Bí thư Phú Thọ. À, anh Khánh. Dạ, dạ. Đây là Phó Ban Nội Chính. Phó Ban Nội Chính Trung ương. Đúng rồi. Và Phó Ban của Quốc hội. Anh Trạc thì Bí thư. Dạ, vâng. Phó Bí thư Thường trực Hà Nội Ngô Thanh Hằng. Chị Hằng. Dạ. Chị Hằng. Vâng, thôi sơ bộ thế. Vâng, thế. Thế thì tin tôi chưa? Dạ không, con không phải ông đưa cái này mà con đã thấy thích cái này. Nếu con không thích thì con sẽ không ghé thăm và con không nhờ ông viết cho chữ đâu. Chứ không phải những người này. Con thì đương làm phim về chùa, phát trên truyền hình, cho nên là tất cả là cái duyên thôi. Nhưng bây giờ cái gì mô Phật tất là cái duyên. Dạ. Thưa ông, con họ Trịnh ạ. Vâng. Thế này. Dạ. Nếu tin tôi. Vâng. Tôi có một bức chữ nữa. Dạ. Sau khi tôi hỏi họ. Vâng. Tôi mới dám nói. Dạ. Vâng, nó có duyên với vâng. Họ Trịnh. Vâng. Có đồng ý không ạ? Dạ. Nó qua cái này thì yên chí nhé. Dạ, dạ. Vâng. Cụ đứng cho chữ. Thế nào là nhạy cảm ạ? Không anh tí nữa tôi nói. Ê, vâng. Tôi bắt đầu. Vâng ạ. Quan hệ hữu cơ khăng khít với nhau. Yeah. Làm chương trình về nhà chùa. Con đương nạp. Con nói cái câu là cái duyên. Nhà chùa có cái chữ vô cùng quan trọng. Cái duyên tự nhiên nó đến.
Dạ. Không có duyên thì tìm mãi nó không ra. Dạ vâng ạ. Năm thứ nhất, dạ. Trong chiếu rời đô, dạ. Người phân tích ưu thế tuyệt vời của Đại La so với cô đô hoa lúa về một mặt, dạ. Người viết tiếp, chính vì vậy mà thượng thuận thiên mệnh hạ hầm yên tâm, dạ. Chấm rời đô từ hoa lưu ra Đại La, lấy Đại La làm kinh đô của Đại Việt cho một đời con cháu mai sau. Và điều liên nhiễm đầu tiên của đoàn tiền dòng của Thúy Triều đi đứng thủy đến đoạn sông Hồng kia, dạ. Dòng vàng bay lên và nó là Thăng Long, Thăng Long. Và Đức Thái Tổ nổi luôn Đại La Thành thành Thăng Long. Thăng Long. Và bây giờ cái Thăng Long đông đô Hà Nội đã được 1.700 năm, là một trong vài thủ đô có tuổi thọ cao nhất thế giới. Tôi viết một thư pháp chú thuật để tri ân người. Sau đó tôi dâng lên cho người thành và nó có cái duyên đấy. Tôi dùng bình và tôi nghe có tiếng nói văng vẳng bên tai. Con ơi, con nhìn kỹ một chữ thoại, con đếm nét một chữ thoại và con sẽ thấy nhiều điều kỳ diệu. Và tôi đã người khai trương
trong đấy. Dạ. Đếm lễ dòng. Dạ. Năm dòng. Theo triết học Phương Đông là ngũ hành. Vâng. Theo nhân văn đạo là Phương Đông ta là người thực hiện nghĩa thường. Vâng. Nhân thế lấy chữ nghĩa. Vâng. Thực hiện tốt nhân cái đây. Năm là một đốt sinh, trong sinh lão bệnh tử sinh. Mày mày nghe rồi. Ngày lễ ngày đêm các mẹ các bà các chị lo mong ngũ quả dâng lên ban thờ Phật thần linh và gia tiên và năm. Cờ hội Việt Nam sắc âm nhạc của Việt Nam trên thân thể ta quan quan tàn. Tam tài thiên địa nhân, tham chân si. Đức Thái Tổ tôi lấy có cơ duyên được người hai chi để tôi có khẩu hai khẩu hai khẩu mọi người đấy là cơ duyên đấy là thần giao tất cả bởi vậy những ai nhân chứng này đều rất nguy hiểm người nhiễm nhanh nhất là hai ngày còn là đồng chứng tổng một tháng sau bảy tháng riêng năm 16 thì đến tháng 2 nhiễm chú tư 4 tháng sau nhiễm đang là thường trực bộ chính trị và 4 tháng sau chú tư nhiễm vâng vì thoát thoát thứ nhất nó sẽ sinh ra toàn phát toàn phát rồi tức là phát triển toàn bộ toàn diện về mọi mặt vâng kể cả cái đơn vị của mình đang tồn tại toàn phát và như thế là mình đang ăn theo toàn phát phát thiên địa phát sự thành nó là toàn phát nhìn kỹ gần như đối xứng qua chỗ tâm đối xứng qua chỗ tâm chỗ này chỗ phát qua hai cặp cánh bay lên một cặp là tiêu chí khách quan tiêu chí tâm linh một cặp là yếu tố nhân văn đạo đức tiêu chí khách quan và đây là kết quả là logic của triết học nguyên nhân kết quả là logic của triết học và là nhân quả của giáo lý nhà Phật. Bởi vậy chữ phát nghĩa là chữ toàn của hai năm. Bên trên này là chữ nhân. Là người rất to. Là đại nhân. Như là cái mái. Mái đình, mái đền, mái chùa. Che chở để phát nếp này là nhất. Nếp đi là gì? Xuống đến đây là tam. Phát triển 1, 2, 3. Nếp này, cái nếp này là thập. Thập là 10. Chấm nhau 10. Đây là chữ nhân. Còn một chữ này, 4 nếp. Nó là chữ phương. Chữ gì không? Phương. Phương. Nhiễm chưa? Phương. Nhiễm với dòng họ nhà mình chưa? Vua Lê Chúa Trịnh. Phương. Tức là được trời đất đức Phật thần linh và quốc tổ dòng họ che chở để vững chắc phát triển một hai ba đến nhưng mà phải nói theo tư duy mới từ vĩ mô đến vĩ mô. Cảm ơn ông. Có tâm đắc không ạ? Dạ. Vâng. Tôi là Nguyễn Ngọc Kỳ. Trong Vũ Đình Nghiên ạ, cụ Vũ Đình Nghiên ạ. Bác của tôi
À, ông Vũ Liên Nghiên là bác của ông ạ. À, ngày xưa con đi học cấp 3 là có học bài này. À, đi chợ Tết bỗng gặp lại ông đồ bao lâu rồi vắng bóng, tưởng chỉ còn trong thơ. Vẫn mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua, ngọn bút vờn trên giấy thư pháp quả tài hoa. Câu đối chúc ngũ phúc cùng xuân đến từng nhà, câu đối mừng đất nước đổi mới rực trời hoa. Nét văn héo dân tộc từ nghìn xưa đến giờ, đón xuân bên câu đối thắp sáng tự bao, thắp sáng bao ước mơ. Giờ giao thừa đã điểm chống hội rộn trời, chống hội rộn đất trời, đất nước vào xuân mới vui lắm các bạn ơi. Rất nhân văn, rất người, rất xã hội và phục vụ luôn cả chính trị chính thống. Vâng, à, thưa cụ, vâng, tí cụ tặng cho rồi cái này, à, dạ, hay quá.